chỉ liên tâm quốc tế gồm Pháp, Slovakia, Đức, Mỹ tìm cách đi ghé thăm. Tak já bych vás na začátku tady chtěl přivítat v té první fázi. Tudo chào đón các bạn ở jsme velmi rádi, že i takovýhle typ návštěvy takhle zaleká 70, takže máme poměrně dlouhou tradici a samozřejmě za tu dobu jsme nazbírali řadu zkušeností. Fungujeme jako Tereziny lázně, jako trung bình vậy có khi nào tăng lên là nhiệt độ cao hơn là thí dụ như 42 43 độ. My oboje provádíme, nicméně lokálně. To znamená lokální obklady. Termoterapii provádíme standardní, nicméně thank you.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.